Robusta nó rất là phù hợp đối với cà phê phin và espresso. Hầu như mọi người cũng cái lượng uống phin và espresso nó cũng nhiều. Nên là nếu mà Robusta mình làm tốt trong cái vấn đề làm Phyro thì đối với Phyro thì uống nó cũng sẽ ngon không kém Arabica. Nó sẽ có body cân bằng và cái hương vị của nó cũng không kém nhiều so với Arabica. Gần đây khoảng gần một năm trở lại đây thì ở thế giới cũng rất là nhiều nước họ tới, họ tìm đến Phyro Robusta rất là nhiều. Và cái sự quan tâm của họ cũng đang, nó đang dần mở rộng. Cái việc mà Việt Nam mình mở rộng bán Phyro Robusta là nó đang theo chiều hướng cực kỳ tốt. Cần phát triển cái vị tốt lên, giảm cái vị xấu xuống thì có phương pháp đó, thì mình cứ phát triển lên thì mình uống, mình làm được một mẻ, mình lấy cái hương vị nó khác biệt hoàn toàn của sao Robusta, sao cái hương vị giống như trái cây, có khi mà nó ra sầu riêng cũng có khi ra mít cũng có, ra vị cao cũng có, mà ai uống cũng khen ngon. Tôi rất mong muốn, cái thứ nhất là tôi muốn cho thế giới biết, khẳng định thế giới biết là Việt Nam có Robusta.